Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về thực hành essay số 5 trong phần essay cơ bản. Thì ở đây chúng ta có 6 yêu cầu. Đối với yêu cầu đầu tiên, dùng phép toán nối chuỗi và để thực hiện nói họ và tên. Thì ở đây các bạn có thể thực hiện bằng cách là này. Các bạn muốn nói họ và tên lại chung một chuỗi á, thì các bạn sử dụng là thì các bạn chọn vào họ và các bạn dùng phép toán là dấu và chọn vào tên Enter. Thì ngay lập tức là nó sẽ nói cho các bạn là cái họ và tên với nhau, nhưng mà các bạn thấy nè, ở đây là chữ Cao Thanh và chữ Tú nó là đang dính liền với nhau, vậy thì các bạn có thể xử lý bằng cách là các bạn nói thêm cái là dấu cách vào, bằng cách là các bạn sẽ gói dấu nháy nè, cách ra và dấu nháy rồi thêm một cái dấu vào nữa, thì nó sẽ cách cái chữ Cao Thanh và chữ Tú ra một khoảng trống ha. Rồi như vậy là xong. Và các bạn chỉ việc là kéo sang cái ô bên dưới. Sang câu thứ hai, sử dụng hàm điều kiện if để thực hiện cho cậu kết quả điểm thi lớn hơn bằng 5 thì đậu và ngược lại bé hơn 5 thì là rớt. Thì ở đây các bạn chỉ cần sử dụng một hàm if duy nhất thôi, mình chỉ cần kiểm tra cái lớn hơn 5 thôi. Nếu mà nó không lớn hơn 5 thì mình sẽ cho nó là rớt, còn lại thì mình sẽ cho nó là đậu. Thì các bạn có thể làm như sau. Bằng nè, nếu điểm thi mà lớn hơn bằng 5 phẩy if value if true, có nghĩa là điều kiện đúng, nếu mà nó lớn hơn 5 thì các bạn sẽ làm gì, thì mình sẽ cho nó là đậu phẩy value if false, có nghĩa là điều kiện sai, nếu mà nó không lớn hơn 5 thì mình sẽ cho nó là rớt, mình không cần phải kiểm tra thêm cam if nữa ha. Rồi đóng ngoặc lại, enter. Rồi các bạn copy công thức sẽ các ô bên dưới. Rồi, như vậy là xong cái yêu cầu thứ hai. Xem với yêu cầu thứ ba. Nếu hai ký tự phải LA là Long thì mình sẽ ghi là Long An. TG là Tiền Giang và TB là thành phố. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng nhiều hàm if lồng với nhau kết hợp với hàm cắt chuỗi. Thì ở đây lấy ra hai ký tự phải thì mình có thể sử dụng là hàm right ha. Và test cái giá trị đầu tiên đó là cái test, có nghĩa là cái đoạn văn bản mà các bạn muốn cắt, ở đây là mình cắt là dựa trên số báo danh thì sẽ chọn là số báo danh phải number char, thì có nghĩa là số ký tự mà mình muốn lấy từ bên phải, mình muốn lấy hai ký tự thì mình sẽ điền số 2 vào đây, đóng ngoặc lại đó, thì nó sẽ cho các bạn là chữ LA. Vậy bây giờ nhiệm vụ các bạn là kết hợp cái hàm if và hàm write này lại với nhau để cho nó ra kết quả là Long An nè, Tiền Giang và thành phố. Thì các bạn có thể làm như sau. Đầu tiên là if right của số báo danh phẩy 2 bằng LA. Nhớ là LA sẽ được trong dấu kép ha, tại vì ở đây là ký tự chứ nó không phải là số. Phẩy. Nếu mà nó là LE thì mình sẽ ghi là Long An. Long An cũng đặt trong dấu ngoặc kép nha các bạn. Phẩy. Rồi các bạn sẽ kiểm tra tiếp, nếu right của cũng là cái số báo danh này phẩy hai ký tự mà bằng TG thì các bạn sẽ ghi là Tiền Giang, còn lại là thành phố. Các bạn không cần phải kiểm tra thêm một hàm if rồi nữa ha. Các bạn thấy ở đây nè, nó có ba yêu cầu thì mình chỉ cần kiểm tra hai cái thôi, cái còn lại thì chắc chắn nó sẽ là thành phố, nên là mình sẽ không cần phải ghi thêm một hàm if nữa, nó bị thừa ha. Rồi các bạn đóng ngoặc lại, enter. Đây các bạn thấy này, hai ký tự cuối của số báo danh là LA thì nó sẽ cho mình ra là Long An. Đây. TB nó sẽ là thành phố và TG nó sẽ là Tiền Giang. Vậy là xong cái yêu cầu thứ ba. Rồi, C câu số 4, điểm thêm cộng 1 cho thí sinh quê ở Long An, cộng 1.5 cho thí sinh quê ở Tiền Giang và còn lại là không điểm. Vậy thì mình cần phải kiểm tra cái quê quán đúng không? Thì nếu mà quê quán là Long An thì các bạn sẽ cho nó là một điểm. Quê quán là Tiền Giang thì bạn sẽ cho là 1.5 và còn lại là không. Rồi các bạn có thể làm như sau. Bằng nếu quê quán mà bằng Long An thì cộng 1 và kiểm tra tiếp, nếu quê quán mà bằng Tiền Giang thì các bạn sẽ cộng 1.5 còn lại là không. Đúng hoặc lại, enter. Đó. Rồi các bạn copy công thức sang các ô bên dưới. Rồi như vậy là xong cái yêu cầu số 4.
Đến với yêu cầu số 5, xếp loại. Nếu điểm thi và điểm thêm mà lớn hơn bằng 9 thì nó sẽ là xuất sắc. Lớn hơn bằng 8 sẽ là giỏi, lớn hơn bằng 6.5 nó sẽ là khá và lớn hơn bằng 5 nó sẽ trung bình, còn lại xếp loại yếu. Thì ở đây mình cũng dùng nhiều hàm biếp lồng lại với nhau ha. Ở đây các bạn thấy nè, 1 2 3 4 5 yêu cầu, vậy thì mình chỉ cần 4 hàm biếp là được. Rồi các bạn có thể làm như sau. Và nếu mà điểm thi cộng với điểm thêm mà lớn hơn bằng 9 thì các bạn sẽ cho nó là xuất sắc. Nếu điểm thi cộng điểm thêm mà lớn hơn bằng 8 thì nó sẽ là giỏi. Nếu điểm thi cộng điểm thêm lớn hơn bằng 6.5 thì nó sẽ là khá. Nếu điểm thi cộng điểm thêm lớn hơn 5 thì nó sẽ là trung bình. Các bạn nhớ là phải để cái chữ các cái chữ đó vào trong dấu ngoặc kép ha, còn lại là yếu thì các bạn ghi là chữ yếu luôn, đúng không bạn? Enter. Rồi, như vậy là xong cái yêu cầu số 5. Sang yêu cầu thứ 6. Xếp hạng căn cứ vào điểm thi, nhớ F4 để cố định được chọn. Để ở đây xếp hạng thì các bạn có thể sử dụng hàm ngay đến đó là hàm rank ha. Mình sẽ xếp hạng dựa vào cái điểm thi, vậy thì cái number ở đây nó chính là cái điểm thi. Phải ref chính là cái vùng mà các bạn so sánh. Thì mình so sánh cái điểm thi này trong cái vùng nào thì mình sẽ quét chọn cái vùng đó. Ở đây mình sẽ so sánh trong cái vùng điểm thi luôn, thì mình sẽ quét trong đây luôn. Nhớ nhấn F4 để cố định cái vùng lại. Phải order. Order chính là cái kiểu mà các bạn sẽ sắp xếp. Ở đây không có nghĩa là số lớn nó sẽ xếp nhất và nhỏ là một, có nghĩa là số nhỏ nó sẽ được xếp hạng một. Vậy thì ở đây điểm, đúng không? Điểm càng lớn thì mình sẽ xếp hạng nhất, nên là ở đây mình sẽ điền vào số 0, đúng hoặc là enter. Rồi các bạn kéo sát cái ô bên dưới. Đây các bạn nhìn đây. Ở đây 10 điểm là lớn nhất trong cái giải này rồi, nên là nó được xếp hạng 1. Và chỗ này là 3 điểm là thấp nhất, nó sẽ được xếp hạng 6. Rồi, như vậy là mình đã xong cái bài thực hành cái số 5. Chúc các bạn thực hành thành công.